bay cái phải. Đúng rồi. Ôi, nó đâu rồi nhỉ? Đâu rồi? Đi mất rồi. Vừa đây mà. Chưa tìm nào, chưa tìm nào. Sao rồi, sao rồi? Quay thế này, chú anh nhãn anh ơi. Chú anh nhãn này. Đi đây anh ơi. Đứa này, quay đây này. Tán, tán, tán theo ra tìm đấy. Mấy rồi, rồi. Lắm. Đâu đi. Đâu mất rồi. Anh tắt đi, tôi vào tắt đi, đến hẳn chỗ đấy luôn. Em đi hẳn đến đây, anh thạch đấy. Ở đâu vậy? Cây quá. Thấy. Ở đây, đây. Cái gì đây? Ở đâu đây? Đây rồi. Đâu đây? Đây. Ôi. Ôi, tụi anh ơi. Đây. Ghé từ. Ôi, gì rồi? Ôi, thằng đen luôn này. Tụi anh ơi. Đứa đây này. Ôi, ôi. Sao đây? Ôi. Ôi! Tụi mày ơi! Tụi mày! To lắm! Tụi mày! Ôi! Anh ơi! To lắm! Ôi! Chết! To lắm! Cùng lắm! Ôi! Tiếng ông ngu to lắm mày ạ! Ôi! Nó cùng lên! Cho lắm! To lắm! Ui! Nó gì nỗ đây rồi? Tìm cách gì? Nó đâu nhỉ? Ôi! Ôi! Tiếng to lắm mày ạ! Không còn nghe ta xa sát rồi! Chỉ cần cần nghe này nó đâu! Ui! Ui! Nó cỡ! Dùng hết chỗ này rồi! Dùng hết chỗ này! Mấy chỗ này này! Ấy, dùng lắm. Ôi. Quay to lắm mày ơi. Khẩn lên mày ơi, to lắm ơi. Quan. Cao lên thôi. Cao lên. To lắm. Ui, nó dùng to lắm. Ui. Đây, ngang mới động đấy, đất anh em ạ. Ui, này, nữa này. Rộng lắm, ui hang này rộng lắm anh ơi. Ui, gan đi à. Cái này nó thông ở đâu đến đây ấy? Ui. Mẹ lúc gặp rồi. Này, chỗ nào ông ấy. Lúc gặp rồi, hả nó chạy đi chuyển mẹ chỗ khác đấy. Ui. Đào đi. Đây chỗ on rồi, chỗ on rồi. Cái lỗ đó. Chỗ này mỏng này. Cái lỗ đó để đào đi. Chỗ này dày hơn. Chặn đầu luôn đi. Chỗ này mỏng, chỗ này mỏng. Đào, chạy ra mất. Ấy đi à. Đào phát đầu. Ôi, đào lỗ luôn này. Ôi. Oh my god. Đây rồi. Lỗ rồi. Đây rồi. Đây rồi. Ôi. Chuẩn rồi. Này. Wow. Trúng quả rồi. Ôi. Trúng quả rồi. Trúng quả rồi. Wow. To khổng lồ luôn. Trúng quả rồi. Ngon rồi. Ôi ôi ôi. Kinh có bài rồi. Cái người này. Ui mẹ hay hồng bằng chúa đây. Nó bò luôn đây. Ui. Đuổi đâu mà. Trông kêu hồng bằng chúa đây. Mẹ vào hồng bằng chúa đây. Ui ôi. Mình cứ đọc vào đây cọ. Ngon rồi. Ui ôi. Mở động thân, mở động lỗ lỗ đi. Ui con. Đã con này to lắm anh ạ. Bỏ mấy mấy giọt á. Đó tao xuống đi. Ủa, nó ủng của mình. Oh my god. Con này chắc. Với ta. Con to lắm anh ạ. Bút bút, à toàn. Hay đào thẳng cái lỗ của nó nhé. Lấy cúp. Lấy bay cái nắp lên. Lấy cúp nào, phải đào cái miệng này rộng nó ra. Tránh trường hợp nó, mình phải đào chặn. Tránh trường hợp nó có nhiều hang ở đây con này. Được, hang đó, chặn nó. Ấy, ủi cái lỗ này. Lỗ nó to lắm. Chặn nha, chặn cho nó lên nhá. Đấy, cái cuốc bổ phát ra này. Đây. 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 Không biết, phi thon ra, phi thon. Đâu rồi, đâu rồi. Đầu dùng cái này nè. Nhằm dọn sạch kia. Phi thon rồi. Dám phi thon. Đây rồi này. Ui kìa, đầu. Đấy nó hợp đấy. Đầu ơi. Ui, đó là nó phí kìa. Đấy, dọn miệng nỗ rộng rộng ra cho mọi người xem. Đây rồi. Đây, con dám phi thon nằm con cái nỗ luôn. Ui, nằm cuộn tròn một cục nhờ. Kinh nhờ. Ui, to tá ban luôn. Bây giờ phải mở rộng cái nỗ ra nữa. Quyền mở rộng nỗ ra. Ui cái đuôi đấy. Thuộc chóc hết cùng chóc. Chóc cùng con đấy. Con là cái nỗ. Oh my god. Thế con đúng rồi, con là các ông cặp đấy không? Đúng rồi. Đúng màu này rồi. To đấy. To thế. Không biết là to như thế này mà nhanh nhỉ. Ở đây kìa. Đây hóa là lỗ có ngày đây rồi đâu. Không biết lỗ nào thu ở đây. Ui, phi thon khổng lồ. Con này có được 5 cân không? Ôi trời, con này phải mà 2 tạ. Em nhìn cái đùi này nó to về bằng đầu em này thì kinh lắm. Cái người nó to bằng đầu em luôn.
nhìn nó cuộn tròn ở lỗ này. Mấy khúc, mấy khúc, mấy khúc. Ui, nhiều lắm, dưới đây còn nhiều lắm này. Bao nhiêu vay ở thứ ấy, hay là hai ba con dưới đấy đùa đâu. Kéo lên trên nhá. Dưới cái vỏ thạch ra cho mọi người xem này, nhìn này. Ui, bảy con đầu này. Đấy. Ui, mở rộng cái kia là để cho nó quanh ở dưới kìa. Đấy, mở rộng cái khúc quanh dưới. Thôi thôi. Chờ đầu ra. Đấy. Đấy. Nó quanh ở dưới các phải không? Đấy. Mấy khoanh, mấy khoanh nữa. Để ăn tay nhá. Đấy, nhìn kìa nó nằm nó cuộn tròn kìa. Đấy. Thôi 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 thôi. Đấy thầy, xỉa đây ra. Đừng tơ tay đấy, nó sổ ngọt lắm ấy. Gần pịt hoàn. Đấy, nó phí kìa. Cẩn thận là để ý ấy, nó quay lại đớp ấy. Nó cái nỗ này nó chỗ nào mà nó chui ở đây nhỉ? Không biết nỗ ngầm nó ngầm, ngầm đâu rồi, nó chui ở đây rồi. Em vừa đập đây ung ung suốt cả chỗ này luôn. Ừ, về đây kìa. Con chăn mình không hiểu tại sao nó chui được vào cái nỗ này đâu vậy. Chịu luôn đấy. Thế may là có máy dò phát hiện chứ không nó làm kiểu này chịu chết. Ừ. Ối. Máy dò công nghệ cao. Nó khô thì nó nằm trong này. Yên khoanh luôn nhỉ. Vậy không ai phát hiện à? Nếu mà anh em tò lệch ra tí là cũng không phát hiện ra đâu. Phải tò diện rộng nghĩ tò diện hẹp là không biết đâu. Thì em cứ đi lang thang. Đấy, mọi người bắt đầu nó tật con chắn ra rồi này. Đấy, mình bắt đầu tật cái thịt của nó ra. Thịt rất to. Ui giời, vàng o à nhỉ. Ui luôn. Ôi, nhìn trông có vàng chưa? Sợ nhỉ, ngon nhỉ. Đấy, bây giờ anh em tìm cách để nuôi nó lên nhá. Mình nuôi cái khúc to này, cái khúc cả sắt đưa bờ được đấy, đấy khúc đấy, nuôi khúc đấy đi. Một người đấy, toàn toàn của đấy để vậy. Lên đâu? Nặng lắm. Ui, không lên được, không lên được. Hay cầm đuôi. Cẩn thận đầu nó nhá. Để mà nuôi khúc kia đây nó mới đẹp kìa. Đấy, nó làm cuộn tròn đấy đấy. Nó ra lại chụp ảnh khúc đấy. Cứ đứng vào đây đâu đấy. Đây bằng này nó làm cuộn tròn đây. Đấy, bây giờ anh em tìm cách nuôi lên nhá. Cầm đuôi đầu nhá. Đấy, cầm. Đừng tắt lại anh. Anh một à. Đấy. À. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ôi 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 mẹ ơi. Ôi các em ơi. Ai à? Đúng con này to thế. Đúng con này không? Đúng rồi. Đúng con này rồi. Ôi trời ơi, cha mẹ anh. Rồi đấy cả mà nhà luôn. To vậy. To như này mọi người ạ. Con này chẳng phải nó to hơn người mình luôn này. Con này chẳng phải mà mấy chục cân à. Con này phải tầm tạ rưỡi. Vừa to nó lại đang cho xe đấy cái túi vào đây. Đây rồi này. Nó cuộn tròn đây này. Cái gì? Cảm ơn. Cái gì? Ôi, một con chăn. Cái tôn khổng lồ. Ôi, con đang bò trên kia. Ôi. Ôi, nó bắt mèo. Chúi từ lỗ nào, chúi lên đây rồi. Chắc là leo lên đây rồi. Đây, đuổi không? Vẫn tròn xe đây này. Đấy, nó bắt mèo đây, mình không nhìn thấy vậy. Ôi, từ đây là cái mày. Chắc đây có lỗ ngầm nào đám này thôi. Ôi, dồi ôi này. Có lỗ rồi. Nó làm đây, nó phơi lắng từ bao giờ rồi. Cho con kia vào đi. Ôi thế đường anh làm đây không để ý, không nhìn thấy nó nhỉ? Ui, không biết. Nó làm yêu gì động đậy đâu mà biết. Đen xì luôn. Kéo lên nhá. Ừ. Ui. Nào nó thớp đấy nhá. Ôi. Ôi. Từ đây giờ anh em có để ý nó đâu phải không? Không, thì nó nằm im đấy thì biết không sao được. Nó có động đậy. Ôi kia nó xuống, nó tấn công kìa. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Mình phát hiện nó bò đi luôn. Phát hiện nó bò là các ông ơi. Ôi. Làm đây đéo để ý gì nó nhỉ? Được rồi. Ra vì thoát được phải không? Được rồi. Nó xuống anh Thạch ạ. Xuống. Đây là một con chăn nó nằm đây mà anh em không để ý. Đi lấy cái túi ra nhé. Cũng cái thôi. Thì bây giờ cứ nuôi nó vất ra đường kia thì em thì về cho chở chăn về hôm lấy túi sau nhỉ? Đỡ hại nó ra được kia. Đây mà nhá anh em mình lại phát hiện con chăn đen đó mọi ạ. Một đôi. Nó để ý đâu nhỉ? Mà chắc có khi anh em mình đào cuốc cái lỗ kia là nó có cái lỗ gầm chắc quanh cả chỗ này thôi. Không, em nghĩ nó làm đây sẵn rồi. Tao mẹ nằm ra giữa nó nằm trên đỉnh cây không ai nhìn thấy nó. Chít tới cắn vào đầu. Đấy, đây rồi. Đấy mọi người nhá. Thì buổi sáng hôm nay là của anh em mình là bắt được hai con chăn rất là to, một con
À, trong lỗ một con đang trên cây vậy. Thì cái video này của anh em sẽ kết thúc ở đây. Mọi người thấy hay ủng hộ em mình, chào tất cả mọi người, hẹn mọi người theo nhá. Chào mọi người nhá. To chưa? Ôi giời. Đúng luôn.